đến cái thằng tròn 500 lít rồi. Bắt đầu lên đường ra cho khách mọi người. Bữa hôm qua là bên em trở về kho, tính là đi ghép với xe tải chở bồn lúc 10 khối á, mà cái này đưa lên nó cao quá, thế là không có ghép được với xe tải. Hôm nay lại ra xe Honda đó mọi người. Thùng nhựa tròn Thịnh Hòa ra về Đồng Nai đấy. Này là có đường kính trên 1m05, đường kính dưới là 95, cao 85, cao dạ cao 85 phân đấy mọi người. Ai mình cần sử dụng cái thùng tròn này để nuôi lươn, nuôi cá, đựng nước sinh hoạt, đựng hóa chất, nhuộm vải hay làm cái gì đó thì liên hệ bên em ha, theo số điện thoại 0939 636 360. Số này có Zalo để mình coi hình ảnh trực tiếp. Từ đây mà đi tới chỗ khách hàng của em nó cũng hơi xa. Khách hàng này nuôi tôm mọi người ạ. Rồi em chào mọi người, tạm biệt mọi người mình nha. Nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về những cái thùng như vậy và những cái bồn nước cũ mới luôn nha. Em chào mọi người.